Tháng Giêng được nhiều người Việt coi là thời điểm đẹp nhất trong năm cho những chuyến du xuân, ghé thăm những địa điểm du lịch tâm linh ở khắp các địa phương trên cả nước. Chính vì thế, không chỉ riêng dịp cuối năm mà thời điểm này, nhu cầu sử dụng hương cho các hoạt động lễ chùa, chiêm bái của người dân là rất lớn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm làng hương truyền thống Đông Khê ở xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, nơi mà hầu hết các công đoạn làm hương vẫn được duy trì bằng phương thức thủ công vô cùng tỉ mỉ. Làng nghề hương Đông Khê chính xác có từ bao giờ không ai còn nhớ rõ. Người làng chỉ ước chừng làng nghề này đã tồn tại hơn 100 năm. Với người làng Đông Khê, để cho ra một mẻ sản phẩm chất lượng, thợ làm hương phải chuẩn bị kỹ lưỡng các loại nguyên vật liệu như tăm hương, nhựa chám và than. Sau công đoạn làm tăm hương hoàn chỉnh, người thợ sẽ tiến hành làm nhựa chám với nguyên liệu chính là cây chám, kết hợp với than phụ gia từ các loại gỗ nhẹ. Tất cả các thành phẩm được đem nhào với nước sao cho hỗn hợp bột đạt độ dẻo quánh là có thể bắt đầu công đoạn xe hương. Đối với hương loại ngắn, người thợ chỉ cần dùng tay vuốt nhẹ để nhựa chám bọc đều lấy tăm hương. Còn đối với hương xào loại dài, nhựa chám được quấn đều quanh tăm, sau đó thợ làm hương phải dùng cả hai tay để lăn tròn cho nhựa bám đều. Sau cùng, nén hương được lăn qua một lớp bột áo trước khi đem phơi. Lớp bột này được tán nhỏ từ nguyên liệu chính là thân cây hương bài, cùng một số thảo mộc khác tạo nên mùi thơm nồng ấm đặc trưng không lẫn với các loại hương khác. Chính vì thế được rất nhiều người ưa chuộng. Nhờ chất lượng tốt, thị trường tiêu thụ tương đối ổn định mà các hộ kinh doanh và lao động làm hương trong vùng cũng có thu nhập khá ổn định. Từ nghề truyền thống của cha ông truyền lại, với sự nỗ lực của người dân, sự quan tâm của chính quyền địa phương, làng nghề Đông Khê Hoàng Quỳ vẫn đang được duy trì và phát triển. Hiện nay, sản phẩm hương bài Mậu Tiên của gia đình ông Mậu đã được công nhận OCOP 3 sao. Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công. Đây là nét đặc trưng riêng trong quy trình sản xuất mà cơ sở sản xuất hương thơm Mậu Tiên tuân thủ duy trì suốt nhiều năm qua, góp phần phát triển làng nghề hương Đông Khê nói riêng và Thanh Hóa nói chung.